Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump Biden vào phút chót người Việt sụp đổ. Có thể nói chưa có một tổng thống nào đã gây ra hiện tượng cuồng tín với người Việt như tổng thống Donald Trump. Trước khi Donald Trump lên làm tổng thống, người Việt rất ngưỡng mộ Barack Obama. Thế nhưng khi Trump làm tổng thống, người Việt đã trở cờ và thậm chí mạ lị vị tổng thống tiền nhiệm. Và cũng từ khi ông Trump xuất hiện, người Việt trở nên chia rẽ nhau vì một ông tổng thống nước khác. Trong khi đó, tại nước Mỹ, người ta đang tìm cách ngăn cản ông Donald Trump tiếp tục làm tổng thống bằng cách bỏ phiếu cho ông Biden với số phiếu cao hơn hẳn. Thì tại Việt Nam, lắm người cầu chúa cho Donald Trump. Tại sao lại có hiện tượng đặc biệt này? Người Việt Nam chưa bao giờ sống trong một xã hội dân chủ thực sự. Chính vì thế, trong họ luôn mang di sản của một xã hội độc tài mà họ không hề hay biết. Hiện tượng cuồng lãnh tụ đã tồn tại Việt Nam từ 3/4 thế kỷ nay. Cho dù những con người ấy có rời Việt Nam sang Mỹ định cư thì họ vẫn chưa gột rửa được bản chất như vậy. Cuồng đến nỗi người ta ví von nếu ông Trump mà tranh cử ở Việt Nam thì 100% ông sẽ đạt tỷ lệ phiếu bầu. Thế nhưng dù được người Việt Nam cuồng nhưng ông Trump lại bị người Mỹ quay lưng và dồn phiếu cho đối thủ Biden với số phiếu 290 phiếu đại cử tri so với 214 phiếu là một khoảng cách rất lớn. Và nhiều người cho rằng người ta dồn phiếu cho ông Biden vì người ta muốn hạ bệ ông Donald Trump hơn là thích thú với những chính sách mà ông Biden đưa ra trong chiến dịch tranh cử vận động. Vào năm 2016, tổng thống Donald Trump còn là một ẩn số, nhưng đã qua 4 năm trên ghế tổng thống, người ta đã ngao ngán ông Trump đến tận cổ. Một tổng thống làm cho người dân chia rẽ sâu sắc, một tổng thống làm cho đồng minh xa lánh. Trước đây 4 năm, người Mỹ đã chọn sai thì lần này họ đã có cơ hội sửa sai. Người Mỹ đã có 244 năm sống trong xã hội dân chủ và giờ họ đã thể hiện thiện chí của mình bằng quyền lực lá phiếu để ngăn chặn một tổng thống mà đa số người dân không hài lòng. Đây là hình ảnh ông Donald Trump đã bị ông Biden đánh bại. Thực ra ông Trump chẳng ban phúc gì cho người Việt. Ông Trump cũng chẳng ưu ái gì với Việt Nam cả. Nhưng người Việt Nam vẫn cuồng ông này thì thật là khó hiểu. Hành động cụ thể gần đây nhất là đã nâng thuế rất mạnh lên hàng hóa từ Việt Nam và điều duy nhất có thể giải thích cho được hiện tượng này đó là sản phẩm của nền giáo dục nhồi sọ của Đảng Cộng sản vẫn còn tồn tại trong họ mà họ không hề hay biết. Với quẻ cuồng Trump như đã thế, kẻ chống Trump cũng vậy. Họ hầu như không dùng lý trí, không biết tôn trọng người khác và sẵn sàng tấn công, bồi nhọ, mạ lị lẫn nhau cũng chỉ vì người khác không cuồng như mình. Và người Việt Nam vẫn không có tinh thần dân chủ. Ngày 7 tháng 11, khi mà số phiếu đại cử tri của Biden chưa đạt 270, thì người dân Mỹ đã rắn mừng rỡ dày đặc những khẩu hiệu như ông Trump thua lên hàng rào an ninh Nhà Trắng. Đây được xem là cử chỉ ăn mừng của người Mỹ trước những kết quả bỏ phiếu bất lợi cho ông Donald Trump. Trong khi đó, không hiểu tại sao những người Việt cuồng Trump lại không chấp nhận sự thất bại này, mà trên mạng xã hội họ vẫn hoang tưởng rằng Donald Trump sẽ lật ngược thế cờ. Đây là hình ảnh người dân Mỹ dán khẩu hiệu dày đặc trên hàng rào an ninh Nhà Trắng. Và ngay cả người thân của ông Donald Trump cũng muốn ông bị thất cử thì đủ biết ông Trump làm mất lòng dân Mỹ đến mức nào. Marie Trump, cháu gái đương kim Tổng thống Mỹ, thể hiện sự vui mừng và cảm ơn những người đã không bầu cho chú mình tái đắc cử. Vào hôm 7 tháng 11 năm 2020, đăng trên trang tweet, cô Marie Trump post bức ảnh cô đội chiếc mũ có dòng chữ Biden Harris và nâng ly rượu trên tay kèm theo dòng trạng thái như gửi nước Mỹ, cảm ơn các bạn. Sau đó, Marie tiếp tục tweet như sau: ngủ ngon nhé mọi người, cuối cùng chúng ta đã làm được, rất khâm phục. Những dòng tweet đầy vui mừng này đã được Marie đăng trên trang sau khi truyền thông Mỹ xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử đánh bại Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chiến thắng của Biden đã biến Trump thành một trong số ít Tổng thống có chỉ có một nhiệm kỳ mà thôi của nước Mỹ. Đây là hình ảnh Mary Trump nâng ly chúc mừng Donald Trump thất cử. Cũng may, chỉ có người Việt Nam cuồng Trump, chứ người Mỹ mà cũng cuồng như người Việt, thì việc ông Donald Trump thất cử rất dễ sinh ra cảnh bạo lực. Việc thích hay không thích là một biểu tượng chính trị trên thế giới, đó là chuyện bình thường. Nhưng cho dù thích Trump, thì cũng nên tôn trọng người không thích Trump, chứ không nên cuồng đến mức bất chấp phép lịch sự tối thiểu mà công kích lẫn nhau. Nói cho cùng, cuồng Trump một cách cực đoan
thì chẳng khác nào dư luận viên cuồng Hồ Chí Minh một cách cực đoan. Ai chỉ trích thần tượng đều bị những người này xem là kẻ thù. Việt Nam với những con người như thế thì làm sao có được dân chủ? Vậy nên phong trào dân chủ Việt Nam mới vô vọng như vậy. Đó là một thực tế đáng buồn. Rất nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ nền dân chủ của Mỹ, nhưng họ ngưỡng mộ với tấm lòng sùng bái lãnh tụ theo khuôn mẫu mà Cộng sản đã đúc sẵn, thì đó quả là một bi kịch cho đất nước Việt Nam. Và rất nhiều người Việt Nam vẫn hoang tưởng cho dù Donald Trump đã thất bại hoàn toàn. Trên mạng xã hội, giới cuồng Trump vẫn hoang tưởng tin rằng Donald Trump sẽ chiến thắng sau khi kiện cáo. Họ không chịu dùng tư duy độc lập để tìm hiểu xem những chiến thắng của Biden là chính đáng đến mức như thế nào. Họ chỉ biết tin vào lời của Tổng thống Donald Trump nói ra mà thôi. Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Donald Trump đổ lỗi rằng Biden đã gian lận bầu cử và Đảng Dân Chủ đã đánh mất chiến thắng của ông. Donald Trump vẫn là một con người cay cú và không chịu chấp nhận thất bại, mặc dù thất bại đó đã quá rõ ràng. Và việc Donald Trump đâm đơn kiện lên tối cao pháp viện thì đó là quyền của ông, còn ra phán quyết chiến thắng của Biden có hợp lệ hay không thì đó là quyền của tòa án. Cũng tương tự như Cộng sản luôn cho ông Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, thì những người Việt cuồng Trump vẫn tìm mọi lý do để cho rằng Donald Trump vẫn còn cửa tiếp tục làm Tổng thống Hoa Kỳ. Thái độ không chấp nhận thực tế đã làm nên những con người cuồng Trump, thì nay cũng chính thái độ đó đã làm cho người Việt Nam trở thành những con người hoang tưởng. Đây là hình ảnh một status của một người Việt Nam, họ vẫn viện lý do này hay lý do khác để cốt hy vọng Trump thắng. Bầu cử Tổng thống Mỹ là cơ chế rất minh bạch, có giám sát của hai bên, gồm phía Dân Chủ và phía Cộng Hòa, không dễ gì xảy ra gian lận phiếu. Và thực tế, trong lịch sử nước Mỹ, có sai sót trong công tác kiểm phiếu, chứ chưa hề có gian lận. Gian lận sao được khi mà có giám sát của hai đảng và giám sát của báo chí tự do. Để hạn chế sai sót, thì luật pháp các bang ở Mỹ cho phép đếm lại phiếu nếu chiến thắng của một đối thủ là rất xiết soát, chỉ vài trăm phiếu. Vào năm 2000, cuộc tranh chấp phiếu bầu giữa Al Gore và George Bush chính thức là hiện tượng nhầm lẫn. Khi đó Bush chỉ hơn Al Gore khoảng 200 phiếu trong 6 triệu phiếu của bang này. Và kết quả kiểm lại quả có sai sót thật, nhưng lần kiểm phiếu lại Bush tới rộng khoảng cách so với Al Gore lên đến 300 phiếu. Ấy vậy mà nhiều người đem trường hợp của Al Gore và Bush ra để so sánh thì quả là khập khiễng. Người Việt cũng hết sức thèm thuồng dân chủ của Mỹ, nhưng họ không có tinh thần dân chủ. Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Võ Xuân Sơn có viết một bài như sau: Một dân tộc đói khát. Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng suýt xoa hay chưa? Đã mấy chục năm nay, tôi không gặp lại cảnh ấy, hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quang với thế giới quanh mình. Dân Việt Nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn đến mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lụt, cô lập cũng đã được những cô tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến tận nơi. Thế nhưng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11 năm 2020, thì tôi lại thấy cảnh đó. Suốt cả ngày tôi nhận thấy không phải chỉ một đám người mà gần như cả một dân tộc đang đói khát và đang hao háu, đang lom khom dòm người ta no nê, phủ phê. Tôi nhìn thấy dân tộc Việt Nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ. Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu đạt chính là thứ mà dân tộc này đang đói khát và dân Mỹ thì đang no nề. Sự thèm khát được quyền tự chọn cho mình người lãnh đạo đất nước, sự khát khao được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước của mình. Sự đói khát, hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với tổ cộng đã khiến hàng chục triệu người dân Việt Nam trở thành những kẻ hao háu, lom khom dòm vào miệng người ta khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do, dân chủ của họ. Thường thay cho một dân tộc đang đói khát. Đây là hình ảnh của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Vâng, hiện tượng người Việt háo hức xem bầu cử Mỹ là có thật. Bất kỳ ai sống ở Việt Nam cũng đều nhận ra vấn đề đó. Điều đó cho thấy dân tộc này đang thèm thuồng dân chủ. Có thể nói là thèm thuồng rất mãnh liệt. Thế nhưng liệu rằng người Việt có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dân chủ để nền dân chủ có đất tốt để nảy mầm hay không lại là chuyện khác. Muốn có dân chủ cho Việt Nam thì con người Việt Nam phải biết tôn trọng ý kiến trái chiều, chứ không thể quy chụp áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên kẻ khác. Nếu người Việt Nam yêu Trump mà vẫn dung nạp ý kiến của những người chỉ trích Trump, đó là một điều tốt. Thế nhưng
Đáng buồn là hiện nay, người Việt đã chia rẽ sâu sắc chỉ vì ông Donald Trump, thì đủ thấy rằng người Việt chúng ta không có tinh thần học hỏi, mà thay vào đó chỉ là lòng thù hận rất giống những gì Cộng sản đã nhồi sọ. Và nước Mỹ đã hơn 2 thế kỷ có dân chủ, nhưng Việt Nam thì lại chưa có một ngày nào sống trong môi trường dân chủ. Tinh thần dân chủ của người dân chính là nền tảng để dân chủ phát triển, đó là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng, nhìn vào lòng dân của người Việt Nam phân hóa sâu sắc chỉ vì một ông Trump thì rõ ràng là người Việt Nam chưa chuẩn bị để có dân chủ. Dân chủ cho Việt Nam vẫn là ao ước xa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2020 với bản tin Trump Biden vào phút chót, người Việt sụp đổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.